Chúng ta có thể không ý thức được rõ ràng, nhưng chúng ta luôn được bao quanh bởi nghệ thuật. Nghệ thuật không nhất thiết phải là những tác phẩm cao siêu, khó hiểu. Nghệ thuật đôi khi có thể là những điều bình dị, gần gũi mà chúng ta thấy hàng ngày, được tạo nên từ tâm huyết và tình yêu mãnh liệt. Như Van Gogh đã từng nói, I am seeking, I am striving, I am in it with all my heart. Tại Prudential, chúng tôi tin rằng không gian làm việc có sức ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của mỗi nhân viên. Nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng có thể có tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần và tâm trạng của mỗi chúng ta. Các bức tranh sống động, có chiều sâu sẽ giúp con người tạo được động lực và truyền cảm hứng để bắt đầu một ngày mới. Khi đối diện với những điều khó khăn, việc nhìn ngắm một bức tranh đẹp và vui vẻ có thể giúp cho chúng ta tái tạo nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy nhiệt huyết cho những nhiệm vụ trước mắt. Tương tự như vậy, khi áp lực tăng cao, nhiều người đã chọn cách giảm stress bằng cách đi xem triển lãm tranh. Văn hóa và nghệ thuật chính là một phần giá trị cốt lõi ở Prudential. Natalia Piraita là một họa sĩ người Tây Ban Nha đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cô liên tục sáng tạo và đem những trải nghiệm của cá nhân mình ở một đất nước xa lạ vào những bức tranh đầy màu sắc với những chủ đề rất đời thường nhưng lại có một cái nét rất riêng của một người nghệ sĩ. Prudential quyết định chọn những bức tranh của Natalia để trưng bày tại văn phòng mới như một phần để thể hiện giá trị, khát vọng và nhạy bén, đồng thời cũng là sự đồng cảm khi cô đồng điệu hóa những giá trị của cá nhân với những giá trị của cộng đồng. Họa sĩ Cấn Văn Ân là một họa sĩ trẻ theo đuổi trường phái pop art với tư duy sáng tạo đầy mới lạ và độc đáo. Các tác phẩm của anh thường thể hiện sự trăn trở giữa cái cũ và mới, giữa quá khứ và hiện tại, đồng thời thể hiện một kỹ thuật hội họa đầy mới lạ và tinh tế. Tác phẩm của anh Ân được lựa chọn vì phù hợp với giá trị cốt lõi can đảm và hiếu kỳ của chúng ta tại Prudential Việt Nam. Trần Quang Huy là một họa sĩ nổi bật thông qua việc thể hiện sự sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật bằng những gam màu mạnh mẽ và lập thể. Đó chính là sự đối lập nhưng lại rất hài hòa. Với bộ sưu tập Mộng Du của họa sĩ Trần Quang Huy, Prudential đã chọn hai tác phẩm của ông để trưng bày trong văn phòng nhằm thể hiện giá trị đa dạng và hòa hợp DNA của Prudential. Aki Makai là người đã trải nghiệm hơn 30 đất nước trong hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Hiện nay, cô đang dành thời gian, tài năng nghệ thuật và nhiếp ảnh của mình để tôn vinh vẻ đẹp của đại dương. Các tác phẩm của cô mô tả rất là sống động các thực thể tuyệt vời đang đồng hành cùng chúng ta và trách nhiệm của loài người gìn giữ và chung sống hòa bình với các thực thể trên trái đất. Tôn chỉ nghệ thuật của Akima rất phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Prudential.